Xin chào anh em nhé. Hôm nay em lại thanh lý một số máy móc. Như đây là cái máy cắt cỏ của ZOB. Cái máy cắt cỏ đây là cái cần thẳng các bác nhá, cần thẳng chạy bằng dây cước. Giá hôm nay em sẽ sell xuống còn 1 triệu đồng thôi. 1 triệu đồng cho máy cắt cỏ của ZOB cần thẳng. Cái này là 25cc, động cơ 2 thì. Cái giá này là 1 triệu đồng các bác nhá. 1 triệu đồng cho một cái máy cắt cỏ 2 thì của ZOB. Bác nào thì cần thì cứ liên hệ số điện thoại cửa hàng là 0922400500. Và đến cái máy hút thổi lá cây của ZOB chạy bằng pin 36V. Cái này là pin 36V nhá. Cái túi hút bụi, túi đựng bụi này. Đây là có hai ống lớn là ống hút, còn ống nhỏ là ống thổi. Thổi thì nó sẽ thổi ra cái máy ống nhỏ, còn cái hút thì nó sẽ là cái ống lớn này. Bánh xe đó. Đây thì pin nó có 36V. Cái này thì một cục này là cục 5 chấm này. Cục này là cục 2.6. Thì tùy các bác lấy nhá. Cái thân máy này chưa bao gồm pin sạc, giá của nó là 1 triệu rưỡi. Cái này nó chạy bằng động cơ không chổi than, đút led. Cái này em báo giá cái thân máy này là 1 triệu rưỡi nhá. Cục pin này là 1 triệu. Nó 2 triệu rưỡi. Bác nào lấy nguyên bộ của nó thì em tặng sạc. Giá của nó 2 triệu rưỡi, pin 1 triệu, máy 1 triệu rưỡi là 2 triệu rưỡi, còn sạc em tặng các bác sạc. Còn nếu các bác muốn rẻ thì mình lấy cục pin 2.6 này, giá của nó tầm 2 triệu 2 thôi. Đây là cái cục sạc 36V của ZOB này đó. Sạc của nó đó, đấy là sạc. Thì các bác nào lấy combo nguyên một bộ của nó thì 2 triệu rưỡi thôi, không chưa tính tiền sạc. Pin 36V 5 chấm. Pin này là cái pin thế hệ đời mới nhá. Tuần thứ 49 2018. Đấy, cái thân máy này là 1.500.000. Và đây là cái cưa xích 36V của ZOB. Cái bộ này thì giá của nó là 3 triệu các bác nhé. Đây là cái thân cưa mà cưa xích 36V. Lưỡi của nó là 356. Cái, tất cả máy móc thì em không có vệ sinh đâu. Nói chung là nó như thế nào thì em để nguyên vậy thôi. Giá của cái bộ như này là 3 triệu này. Nó sẽ bao gồm pin này, sạc này. Cái pin này là em ấy thôi nha, chứ không phải lúc nào các bác cần có pin này cũng không có đâu. Chung là các bác lấy là pin 5 chấm thì em sẽ lấy pin 5 chấm. Chứ còn cục pin 5 chấm như màu đen thế này này, nó rất là ít về. Nó cũng như nhau thôi, nhưng mà nó ít về. Cái này cũng sản xuất 2018. Thì các bác nào lấy thì em cũng lấy cho cục pin 2018. Còn lấy đúng cái pin như thế này là không có nha. Còn thì em đưa cho các bác. Tại vì nhiều lúc các bác đòi hỏi đúng pin nhiều lúc khó. Tại nó cũng nó sản xuất cái đời nó thay đổi đời một tí thôi. Nói trước là về cục pin, nhiều lúc pin này nếu dụ các bác lấy luôn thì có thể em sẽ đưa cục này, nhưng mà các bác có thể xem, nếu dụ như các bác xem video chậm mà nó hết pin này rồi thì em bắt buộc em phải lấy cục pin khác em đưa, nhưng mà đó, nói chung là pin vẫn còn sử dụng tốt.
thì mình, em nói rõ các bác như thế không, nhiều lúc này bảo quay cục pin này mà đưa cục pin khác, tại máy thì em chỉ có review một cái thôi, thì còn máy cái này thì hiện tại bây giờ nó còn khoảng 10 mấy 20 cái cưa như này, cho nên là cứ thoải mái. Còn pin này thì em không có dám chắc là còn bao nhiêu cục. Cái đời máy này thì là 2019, em chỉ lấy tạm một con review cho các bác xem thôi, chứ còn mấy cái máy kia thì còn rất nhiều, nhưng cái đời nó bao nhiêu thì em chưa biết, yếu là cái máy nó chạy thôi, ok thôi. Còn đời thì có thể đời 2018, 19 thôi, chứ còn 2017 là rất ít, không có, có nhưng mà ít, không có nhiều, toàn bộ đời cao thôi. Cái bộ như thế này nhá, mà em chỉ pin, máy và sạc, giá của bộ này là 3 triệu đồng. Mà 6V nó rất khỏe như các bác, cực khỏe luôn. Ba triệu đồng nha các bác nha. Cái giá thì em báo giá luôn 3 triệu đồng. Thì các bác xem thì các bác lưu ý nhé, em sẽ thường báo giá luôn chứ em không có để cho các bác phải hỏi. Nên các bác cố gắng mình xem mình đến cái nào thì mình cố gắng mình nghe dùm em. Tại nhiều lúc em nói cũng không phải là dễ nghe, tùy vùng miền. Còn đây là cái máy trộn sơn của Full Bore 2 cần. Cái này thì nó phải đổ nhớt vào đây chung là để nó nằm phôi trơn cái nhông ở bên trong. Cái này nó chuyển động bằng 2 cần xoáy Full Bore. Cái thông số kỹ thuật của nó đây, điện 220, 240, 50Hz, công suất của nó 1600W. Chiều dài của nó là 570mm, khoảng 57cm. Tốc độ quay của nó từ 300 cho đến 750 vòng trên phút. Cân nặng của nó là 4,95kg, nó khoảng tầm 5kg đấy. Cái này sản xuất tháng 9 2018. Cái này em thanh lý cho các bác 900.000 thôi. Cái này là giá của nó cực cao, 1,2 triệu đến 1,5 triệu. Nhưng mà em thanh lý có 900.000 thôi. Đây em tất cả nó còn 2 cây. Còn có 2 cây. 2 cây. 900.000 một cây. Các bác nào không lấy được thì nó rất tiếc. Cái giá này em đảm bảo là cái giá cực rẻ luôn rồi. Có 900.000 cho một cái máy Full Bore chất lượng. Chạy đảo bằng 2 cần. 900.000 cho một cây. Còn 2 cây. Và tiếp theo thì đây là cái khuấy sơn của Ojito. Có 2 cây. Cây này thì nó sử dụng nó hơi xấu một tí. Nên là nó có dính sơn. Còn cái máy này thì hình như là nó chưa sử dụng. Máy thì chưa thấy dính sơn. Mà cái cần đảo của nó cũng chưa có sơn. Cái này nó chỉ bị, nói chung là chảy xước, mình để vứt nó bị chảy xước thôi, chứ nó chưa có sử dụng. Cái đầu vẫn còn nguyên, chưa có một vết quấy sơn nào. Nếu mà mình quấy bột, quấy sơn rồi thì nó sẽ dính như thằng này. Đó. Còn đây thì nó chưa có gì.
Cái giá của thằng này thì em sẽ để các bác là như thằng này nó đẹp hơn một chút thì em bán là 550, 550.000, còn thằng này 450.000 cho các bác. Các bác nghe rõ nhé, thằng này 550.000, thằng này là 450.000. À, máy thằng này thì nó chưa sử dụng, nó còn mới, giá của nó là 550.000 một cái. Thằng này là 450, thằng này 550. Các bác nghe kỹ giùm em nhé. Thì các bác nào lấy cái nào thì các bác cứ nói luôn, tại giá em cũng báo rồi cho nên là các bác không cần phải hỏi lại giá nữa. Còn đây là cái máy tỉa hàng rào của Ojito bằng điện. Tỉa hàng rào chạy điện của Ojito. Cái giá của thằng này là 700.000. Giá của thằng này là 700.000 các bác nhá. Đó. Còn đây thì em có ba cái máy thổi của hôm nay. Ưu tiên bác nào lấy hết ba cái, giá 800.000 một cái. Ưu tiên các bác lấy hết ba cái. Đây là cái thổi nhá, cái thổi động cơ xăng của hôm nay. Cái này là động cơ hai thì. Cái này một tay quay một tay giật cho nên là nó khó. Ba cái xem nó có. Cái này công tắc nó nằm ở đâu? Dạ. Công tắc nó nằm ở đâu? Không, nó xài cái e này. Cái e này thôi. À. Dạ. Mất cái chụp e. Thằng này thì hai công tắc không? Còn thằng này cái công tắc của nó không có. Đó. Đây cái e này, cái răn này nó chạy này, phun này, để nó giật đóng e nó giật thôi. Bơm xăng này. Ba cây ưu tiên các bác nào lấy hết nhé, tại vì một cây này nó bị thiếu cái nắp chụp hơi xấu một tí. Em thanh lý ba cây 800. Cây này thì nó máy nó lớn hơn một chút. Cái này lớn hơn một chút. Và đây một cái bộ đa lăng. Đây là một cái máy đầu cắt cỏ Ryobi, động cơ 2 thì 25cc. Động cơ 2 thì 25cc. Một cái đầu cắt cỏ dây cước. Cắt cỏ dây cước. Và một cái đầu cắt cành trên cao. Và đây là một cái ống lối. Một cái ống nối ở giữa để cho từ cái máy ra nối từ đây. Thì nó cỡ khoảng 2m7. Đấy, thì cái một cái cần lối này, một cái tỉa cành hàng trên cao này, đây là cắt cành trên cao này, và đây một cái đầu tỉa cành trên cao.
là cái tỉa nhá. Cái này là tỉa lá, tỉa cành nhỏ này, tỉa bờ rào. Cái này thì nó gấp khúc được 90 độ. Ví dụ như đặt cái này nó cỡ khoảng 45 độ. Chung là nó có rất nhiều bậc. Đây là cắt vuông cũng được đấy. Cái này nó tùy theo tùy chỉnh xem mình đứng ở cái vị trí nào. Ví dụ mình đứng ở dưới thấp mà nhưng mình cắt được cái mặt bằng ở trên cao cũng được. Mình để cái gấp khúc 90 độ vào là mình cắt được cái mặt bằng ở trên. Không cần phải bắc thang. Đấy là mình tỉa cái hàng rào trên cao hoặc là một cái cây trên cao. Một cái cây bonsai. Còn cái này thì cái đầu này thì mình ở dưới mình có thể mình tỉa canh được. Không cần phải trèo lên cây để mà chặt. Cái trèo lên cây mà cưa, mình cứ đứng ở dưới. Tại vì cái nó có cần nối, con nó có một cái cần nối này thì nó dài được 2m7 với cả cộng cái người mình nữa, mình cầm mình đưa lên nữa thì nó sẽ cắt được rất là cao, khoảng 3-4m vẫn cắt được ạ. Cái này thì mình không cần phải tì, không cần mình phải ấn mà mình chỉ cần đưa mình dựa vào cái cành đó là mình cắt được thôi, là tự động nó sẽ cắt thôi, mình không cần phải ấn, không cần. Mình có giữ để cho nó thăng bằng thôi, là mình tựa vào cái cành cắt đó là tự động nó cắt rồi. Cái này cái cần nối này em mới tìm thấy thôi chứ mọi hôm là không có, nó mới lấy, nói chung là khách người ta lấy cho nên là mình moi được thì nó thấy thôi. Cái cần này đa số nó không có, mà có về nó cũng không tìm được cái cần nối để mình dài ra. Thì một cái bộ như thế này thì một cái bộ 3 trong 1 thì giá của 3 trong 1 này thì thôi em để cái giá 2,5 triệu cho các bác về sử dụng. Với 2,5 triệu mà các bác được 3 đầu 3 chức năng cộng thêm một cái cần nối dài nữa. Đây. Thì bác nào có nhu cầu thì mình cứ vui lòng liên hệ số điện thoại cửa hàng là 0922400500. Thì em xin chào, hẹn gặp lại các bác trong những video sau.